Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đang có mặt ở cửa hàng xe gắn máy Minh Trung. Địa chỉ cửa hàng là ở số 303, 305 đường Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Thì như thường lệ thì mình sẽ lại tiếp tục có mặt ở đây với Chi không để mình cập nhật những dòng xe mà cửa hàng mới về, tiếp tục về và sẽ về thêm ha. Đây là chiếc Neo đời 2009. Nó có thể nói là gần như là cọp, tại vì xe vẫn còn vỏ theo xe một cặp nè, sơn dông dĩa theo xe là còn luôn nè, rồi yên theo xe, nói chung là toàn bộ đồ đạc đều theo xe hết luôn ha. Cản này thì sơn lại mình không nói rồi, bô cũng còn theo xe nè. Và cặp vành á thì có sơn nhẹ cái vành ngoài cho nó đẹp thôi, khóa thì chỉ còn một chìa nè, chìa này nè, chìa này thì có làm lại nè, một chìa zin và một chìa làm lại nha các bạn. Giá xe này á thì sẽ là 82 triệu, đời 2009 ha. Công tắc đồ còn nguyên hết nha các bạn ha. Đó, đồng hồ này còn trong vắt luôn. Áo, đèn, tất cả đều theo xe hết nha các bạn. Mình không cần phải quay đát vỏ, đát áo này cho các bạn xem đâu. Tại vì khi các bạn mua thế nào các bạn cũng kiểm tra, các bạn cũng xem mà. Thì miễn cửa hàng bao cho các bạn là vỏ áo theo xe là ok rồi. Vỏ cũng vậy luôn nè ha. Vỏ cũng theo xe luôn nè. 4009 ha. Vỏ đó. Đĩa nè. Hộp là chưa sơn luôn nha các bạn. Tách buộc còn luôn nè các bạn. Đây. Cọng dây nè. Các bạn thấy cọng dây dây dầu không? Còn đẹp luôn ha. Nè, lốc máy nè. Đây là cụm đầu bò ha. Cửa hàng bao máy móc zin cho các bạn nha. Zin mà zin êm luôn á. Chút xíu nổ máy cho các bạn xem, cái máy rất là chất. Nè. Các bạn nhìn nè ha. Từng con ốc nè, mình phóng gần cho các bạn xem nè. Đó. Gấp nè. Các chân sau còn nè ha. Bô cũng vậy luôn nè. Bô còn nha, gấp nè. Gấp thì hơi xấu chỗ này. Sườn nè. Phục sau luôn nè. Cái phần mí ngoài này thì có sơn lại rồi ha. Cái này thì đúng rồi, chắc có sơn đúng không các bạn. Ha, vỏ sau còn nha. Yên này là cái da với cái đế là còn hết nha các bạn. Đời 2009 nha. Rồi mình quay mất tiêu cái dấu rồi. Tại sơn trong dĩa đó còn luôn. Còn theo xe nha các bạn. Các bạn chờ nha, mình sẽ quay mình tìm kiếm cái chỗ đó cho các bạn xem. Đây. Đó. Thấy không? Còn chấm vàng luôn ha. Vỏ còn theo xe một đôi. Đây. 4109. Phía bên này. Cần số nè. Chân chống bên, chân chống giữa là còn hết luôn ha. Cho mình đẩy này lại một cái. Rồi. Sườn nữa các bạn. Mấy cái dấu mà bóng bóng này là do cửa hàng đã có vệ sinh và thay dầu lại ha. Đây, mình gọi dưới cho các bạn xem nè.
giá xe mình báo thì luôn luôn có là thương lượng. Các bạn cứ mạnh dạn mình gọi thương lượng nếu thực sự mình thích cái xe này và có ý định muốn mua. Cửa hàng thì có ship xe tỉnh xa luôn nếu các bạn yêu cầu, và bán trả góp luôn ha. Bây giờ tiến về phía trước nè, phần phuộc nè các bạn nhìn nè ha, phuộc thì chưa sơn nha. Đây nó bò. Cửa hàng có trao đổi xe cho các bạn, ví dụ các bạn muốn lấy xe nhà mình đến và đổi lấy xe ở đây thì cứ việc, và cho góp thì góp qua ngân hàng luôn. Nè, bạn thấy không? Gương còn một đôi nè, bình xăng nè, đó, sườn nè, cái này sơn lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ máy nha. Bên ngoài mưa các bạn, bên ngoài mưa rồi. Nãy giờ là mình kê mic gần và nẹt cho các bạn nghe tiếng máy ha. Cửa hàng thì bao, các bạn dẫn thầy thợ lại xem. Đó, vì cửa hàng bao máy móc zin nêm cho các bạn. Cứ việc thử thoải mái và xách xe ra chạy luôn ha. Chìa một chìa nha các bạn. Một chìa giũa, một chìa mới nha. Giá là 82 triệu. Đó. Có gì thắc mắc hoặc là mình muốn liên hệ mình thương lượng giá thì mình cứ alo vào số điện thoại này 0949144167, mình sẽ ghi lên màn hình luôn nha các bạn ha. Và địa chỉ cửa hàng nữa, đồng thời ở trong phần mô tả mình sẽ cho các bạn thêm một cái Facebook của cửa hàng. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video nha. Cửa hàng về tới 2-3 xe lận, nhưng mà mấy xe này thì chưa có hồ sơ, chưa xong, cho nên mình không có quay báo giá. Khi nào xong thì mình sẽ quay báo giá cho các bạn luôn. Còn một chiếc quay nữa, quay Thái đang chờ mình đây. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha.